hoa tươi thơm dâng lên trước thiên nhang, hoa luôn thơm hương, hoa đẹp màu mến thương. Hãy dâng kinh mẹ cùng cánh hoa tuyệt vời. Ave Maria, Ave Maria. Này đầy hoa trắng con tiến dâng lên mẹ, màu hoa thanh khiết không vấn vương buồn nhớ. Con hãy dâng mẹ những cánh hoa này, hoa đẹp chiều mến lòng thành con tiến dâng. Ave Maria, Ave Maria. Hoa vàng màu hoa rừng rỡ trong tim ngát hương yêu, hoa xin con dâng hương ngầm trời ngát bay mãi trong tim này, tình bên không lụi tàn. Ave Maria, Ave Maria. Này đây hoa tím êm ái như hương trầm, đôi cạn bề đó ghi dấu chân tình yêu. Hoa tím rung nhẹ tiếng nói âm thầm, dân mẹ tình mến ngàn đời đâu dám quên. Ave Maria, Ave hái dâng mẹ, hoa đẹp làm sao vương vấn hồn thơ. Hương thơm lưu luyến bô bờ, xinh xinh trên cánh môi hồng, con nhẹ nhàng rung khúc nhạc huyền mơ. Trăm hoa như áng mây trời, trăm hoa như tiếng ru hời, con gọi mẹ yêu giữa đời quanh hiu. Trăm hoa như áng mây trời, trăm hoa như tiếng ru hời, con gọi mẹ yêu.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Chúa đã hiện diện trước mặt chúng con. Chúng con chúc tụng lời khen, tôn vinh và thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chưa có một người mẹ thật tuyệt vời. Chắc chắn Chúa rất là hiếu mộ mẹ của Chúa. Mẹ của Chúa cũng là mẹ của chúng con, và chúng con cũng rất hiếu mộ mẹ Maria. Chúng con có thể hiện sự hiếu mộ ấy có vì chúng con dâng tiến hoa kính mẹ. Chúng con dâng những bông hoa để kính dâng lên cho mẹ, để qua đó chúng con cũng dâng những món lòng, những bông hoa lòng của chúng con, là những hy sinh, là những cố gắng, là những việc làm thơ trời, nhưng chất chứa nhiều tình yêu của chúng con dành cho mẹ và dành cho Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con có một giờ dâng tiến hoa này của Chúa. Xin Chúa có lời truyền cầu của mẹ cho mỗi người chúng con luôn biết hy sinh cố gắng của mẹ để làm cho những hôm qua trở nên như ân phúc cho từng người chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa cho chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn nữa bằng chính cuộc sống của chúng con, là những hôm qua sống đời dâng lên trước tôn nhà Chúa. Người xin Chúa ban phúc lành cho từng người chúng con, cho từng gia đình trong giáo xứ chúng con, để mỗi gia đình trong giáo xứ chúng con, để từng người chúng con luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con sẽ cố gắng khắc họa lại mẫu gương sống của Chúa qua đời sống thường ngày của chúng con. Nguyện xin Chúa ban những ơn lành cho chúng con. Amen. Xin Chúa nghe lời các dân tộc và hơn trăm triệu.
thầy.